Mi 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 nè. Nè cho con ăn miếng nè. Nè ăn đi con. Ăn xúc xích nha. Nè ăn xúc xích đi. Thích ơi. Rồi nó mang lại chút là. Nè. Em nó không ăn đâu được nè. Nó liếm thúi lắm mà nó không ăn đâu. Liếm thúi vô. Liếm lắm. Tự nguyên tự miệng tự ăn à. Em không ăn đâu. Rồi. Dạ em xin chào cả nhà. Thì hiện tại em đang có mặt tại cái nơi của chú Sang. Thì chú Sang thì em chạy ngang thì em thấy chú Sang có nuôi hai bé chó với lại mấy bé mèo ở trong chiếc xe kia cả nhà. Thì thấy chú ngồi đây trời nắng. Hiện tại thì ở Sài Gòn thì nó rất là nắng và rất là nóng luôn. Nên là thấy chú ngồi đây với lại chú đang cho mấy bé chó ăn này cả nhà, nên là ghé lại hỏi thăm chú luôn. Thì chú Sang hôm nay là chú Sang bao nhiêu tuổi rồi chú Sang? 64 tuổi rồi. 57 à. 57 tuổi. Không có, sinh năm 57. À, sinh năm 57 là năm nay là 64 tuổi rồi. Rồi. Chú Sang nuôi mấy bé này lâu chưa chú Sang? 18 tháng. 18 tháng cái bé lớn hả? Còn cái bé nhỏ là bao lâu vậy? Bé nhỏ là mới có 29, mới có 2 tháng 9 tới giờ. Dạ. Cái này là 18 tháng là cũng một năm mấy rồi chú Sang ha. Cái này nó có lai không chú Sang hay là nó giống ấy chú Sang nhìn nó mua gì 700 tới giờ đó. À, ai mua chú? Con nhỏ con gái trình cờ đi ngoài đường để mua chứ mình đâu có tiền mua. À cái là thì trước nào mình đã nuôi hết con bị chết thì bị người ta thuốc chết rồi. À hồi xưa chú cũng có nuôi mà bị người ta thuốc chết. À, con nhỏ tình cờ ngày nào cũng cho đồ ăn hết á, nhưng mà tình cờ đi ngang rồi thấy con chó chết rồi mình thấy buồn hiu rồi nó cho tiền mua con chó này luôn. À là cái chị đó cho tiền chú mua. Mua luôn cái lồng 1.350.000 luôn. Dạ. Cái nóc á. À, là cái bé này là mua ở trong mấy cái chỗ mà người ta bán á chú này. Bình Trung Hòa đó. Bình Trung Hòa là chỗ mấy cái chỗ lò mổ hả? À. Vậy là cứu ở trong cái lò mổ ra luôn hả chú? Chó này chó nhà giàu nó thả đi cầu đi ỉa gì đó, bắt người ta đó mình kê bắt đó, bán. Dạ. Cái nó bán ngay chỗ đó, nó bán ngay chỗ đó. Rồi xong rồi chị đã cho tiền chú mua. 700 ngàn hả chú? 700. Trời ơi. Con cái lồng 1.3 đó. Dạ. Vậy là cứu được bé My này về. Hôm nay là chú nuôi được 1 năm rưỡi rồi, 18 tháng này 5 rưỡi rồi. Dạ dạ, con bé Ngân nó tốn hết 3 triệu đó. Dạ. Nhỏ tên bé Ngân. Bé Ngân. Chích là 2 mũi thuốc 360 nữa. Dạ, bạn nó tốt quá trời luôn. Dạ, xã hội này chỉ có mình nấu à. Hồi nào tới giờ tôi cặp biết bao nhiêu trạng rồi, chưa ra cái nào cũng không nhỏ đó vậy. Dạ, bé này nó có móng đeo nữa kìa. Cái bé chó mà có móng đeo là nó rất là côn và rất là thông minh luôn. Nó tình cờ. Lưỡi có đốm. Lưỡi có đốm nè, lưỡi có cái vớt đen, rất là thông minh. Tình cờ ra ngoài đi đấy, ỉa gì đó người ta bắt cái mấy kia bắt bán cho ngay cho mùa mổ. Là chú Sang là tối chú Sang ngủ đây luôn hả? Chứ không có nhà đâu ngủ. Không có nhà hả? Dạ. Chú Sang là quê đâu chú Sang? Ở dưới bên hồi đó bên Trung Quốc á, mà đến giờ. À chú Sang là người Hoa. Dạ. Dạ. Chú Sang qua đây lâu chưa? Giờ không giờ đó. Ồ lâu vậy ta. Lâu dữ luôn á. Dạ. Cậu bán tới giờ đang chích chân qua đây rồi mẹ cũng thân nữa. Là chú Sang có vợ con nhiều chứ không? Không à. Chú sống con mình ở tù có 2-3 lần. Dạ. Đó có bị bắt á. Bị bắt hả? Cũng giành ăn với nhau rồi đó cha. À là hồi xưa mình lúc đó là lăn lộn ngoài đời á. Lăn lộn ngoài đời á chú. Kiếm ăn á, không có kiếm ăn cho mình sống được. Đó thì chú Sang là quê gốc người Hoa. À, chú Sang qua bên đây. Người Việt có qua. Dạ, người Việt có qua. Tại ở đây Việt Nam. Dạ. Đó thì là chú Sang qua đây rất là lâu rồi cả nhà. Thì là chú sửa xe là hồi đó giờ được mấy chục năm rồi chú. Năm 2000 tới giờ. Năm 2000 tới giờ là gần nay 2021 rồi. 21 năm. Trời ơi chú sửa xe 21 năm rồi. Nhưng mà nhà trường nó thương tình nó cho ngồi. Dạ cái trường học ở đây hả chú? Nó thương tình nó cho ngồi. Dạ. Làm lơ cho mình chứ nếu mà không làm lơ đâu có ngồi được đây. Dạ. Thì cái chỗ đây là cái ngay chỗ Bùng Binh Phú Lâm á cả nhà, ngay trường học Mạc Đình Chi. Đó thì nếu mà cả nhà yêu thương mấy bé cũng như yêu thương chú có thể là ghé qua đây để mà thăm chú với lại thăm mấy bé luôn. Đó. Thì bình thường là chú Sang cho tụi nó ăn gì chú Sang? Mấy bé nè. Nó xin cơm bển. À xin cơm ở bên kia bên kia qua hả? À từ thiện hả? Dạ. Còn có thấy mình đây có mấy bé mèo nữa. Có một con à, con kia nó đang chạy tới làm quen luôn. Rồi. Ở nhà nó có 2 con mèo luôn đó nữa kìa cả nhà. Đó.
Dạ, chú cũng nuôi tụi nó luôn. Dạ. Để mình có gì ăn cái đó. Dạ, có gì ăn đó luôn. À, dạ. Nó không có chuột ở đây, chuột dữ lắm. Dạ. Mấy bãi cỏ này trong cái chui vô mà, trong cái trường học mà. Dạ. Vậy là chú Sang là ở đây là khu vực chỗ này là nay là từ hồi đó giờ luôn hai mấy năm rồi. Chúng ta công an nó đuổi bới đây, con về giao cái chức trách nhiệm cho mình là an ninh trật tự. Dạ, chú. À, vô đó. Dạ. Dạ. Tối chú ngủ đây chú có văn mùng gì không? Ờ. Nhóm văn mũi hả? Mũi cắn hay sao? Đốt văn mũi. Đốt văn mũi hả? Nó dưới đây mũi cắn lắm á. Dạ. Tối là chú có cột mấy bé lại không? Cột cái nhớ cái lồng á. Dạ. Thế là ở đây gần ngoài đường á cũng nguy hiểm á. Ờ, bạn nó xì ke không á. Dạ. Đó, bọn á. Thì nó thấy là nó thấy mấy bé ở đây là chú nuôi rồi đó. Đúng rồi. Chú bị mất hết chiếc xe ba bánh rồi. Là chú bị mất chiếc xe ba bánh luôn hả? Ờ, riêng chiếc rồi. Là bị ăn chậm hả chú? Ờ, hồi năm 2000 á. Dạ. Sau này mới người ta cũng thông tin rồi đó, người này cho chú, người kia cho chú gom góp mới mua lại cái máy đó 49 á. Dạ. Máy xăng á. Dạ. Rồi chú sửa xe vậy đủ sống không chú? Cũng nhầm bữa có khi 100 mấy, có khi 200-300 còn không chừng đâu có vô được. Nhưng mà hôm qua điều hôm qua ngày nào cũng có đó, có khi dạ. Có thì không thì vô chừng. Ờ, chú ở đây là không có mùng mà gì luôn. Ở đây là hiện tại đây trời ở đây rất là nắng luôn, cả nhà rất là nắng luôn. Đó, có mấy mền nó cho đó, nó mùng đó. Dạ. Đó, tối là chú phải chăng để mũi cắn á. Ừ. Nhưng mà mình nhăn mùng thì mình đỡ đốt cho mũi hơn. Nhưng mà mình làm gọn gọn thôi, không có hoài bộn đường, cái cổng trường ở ngoài bộn được. Dạ. Cổng trường nó cũng mạnh lắm mà, của bộ giáo dục mà. Dạ. Thì con cũng đi ngang qua đây thì con thấy cái chú nuôi bé bé này, con ghé con thăm chú, với lại cũng sắp Tết rồi. Thì dạ, con cũng gần đây không? Con hả? Con quê ở Bến Tre lận. Dạ. Con làm phiền từ phía Bến Tre lên đây làm phiền á. Con ở Bến Tre nhưng mà con ở khu vực cũng gần gần ở đây. Đó thì con chạy ngang con thấy chú vậy á, thì có một chị ở bên nước ngoài, thì chị tên là chị Liên, chị Lê Liên, thì chị có gửi cho chú là 1 triệu để mà chú có thêm kinh phí, cũng giống như là đây là một cái món quà nho nhỏ để mà cho chú ăn Tết với rồi cùng mấy bé. Dạ thì em cũng xin chân thành cảm ơn chị Lê Liên đã ủng hộ cho chú là 1 triệu. Thì con cũng mong là khi mà chú nhận được cái số tiền này á, thì năm nay thì chú có thể là mua đồ ăn nhiều hơn cho tụi nó một xíu, để mà chú cũng như là con biết chú là cũng xem như tụi nó cũng như là con của chú rồi. Đó thì cho tụi nó ăn ngon một xíu. Mà nó kén ăn quá chú ha, đưa xúc xích nó không chịu ăn nữa. Ba tê ăn, ba tê hay là hai lát heo á. Ba tê heo ăn. Dạ. Chứ là xúc xích là nó không ăn ở nhà, nó kén ăn dữ lắm. Trời ơi, Min cái nó tên Min hả chú? Mì mì. Mì. Đàn bà mà. Mì. Mì 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 mì. Nó kén. Nó quen. Hồi nãy lại sủa con quá trời luôn, giờ nó quen rồi. Quen. Dạ. Thôi để con gửi cái phần quà của chị Lê Liên cho chú. Dạ. Thì đây, đây là 1 triệu của chị Lê Liên ở bên nước ngoài, chị gửi cho chú Sang. Thì với lại nhắn là chúc chú Sang thật là nhiều sức khỏe, với lại gặp nhiều may mắn. Dạ, thì bây giờ chú Sang có lời gì muốn nói với chị không? Chúc chị Lê Liên sức khỏe dồi dào, làm phúc tài. Dạ. Quản sự như ý này nữa, là trên đoạn đường đi lâu mỗi được bình an này nữa đó. Dạ. Đó. Thì con cũng chúc chú năm mới thật là nhiều sức khỏe, thì gặt hái được nhiều thành công, với lại chú có đủ sức khỏe để mà chú lo cho các bé. Dạ. Dạ. Thì con thấy chú ở đây vậy mà chú không có nhà cửa, mà chú lại thương mấy bé vậy là quá là tốt luôn. Dạ. Rất là hiếm những cái người mà giống như chú vậy. Nhưng mà đầu tiên phải quan trọng cái nhà trường phải thương mình, thương tình mình mới được. Dạ. Nhà trường phải thương tình. Thì chú ở đây là chú gắn bó ở đây là quá trời lâu rồi. Dạ. Đó, thì an ninh trật tự rồi chú cũng ghê gớm lắm nha cả nhà. Dạ. À, bên mấy anh bên phường cũng là giao cho chú nhiệm vụ là an ninh trật tự đây là cũng dữ à, không phải vừa đâu. Đó. Không đâu à. Lâu lão làng mà. Lão làng à. Mấy ông nói là cái gì cũng vậy, muốn bán này nọ rồi phải bài ý kiến của ông già, ông già cho ông cho đâu. Dữ dằn lắm à. Thì con cũng chúc chú là có thật nhiều sức khỏe để mà mình làm những cái việc mà có ích xã hội ha. Thì năm mới con chúc chú gặp nhiều may mắn. Dạ thì bây giờ chắc em cũng xin kết thúc cái video tại đây luôn nha cả nhà. Thì năm mới em cũng xin chúc toàn thể gia đình mình thật là nhiều may mắn và gặp thật là nhiều sức khỏe nha cả nhà ơi.
Còn bây giờ em xin chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo. Bye bye cả nhà. Cảm ơn tụi con ha. Dạ, cảm ơn chú. Bây giờ chú ăn cơm.